Trần Thiện Thanh với Mỹ Lan và bạn Hữu. Chào tái ngồi đứng quý vị khán thính giả và các bạn trên toàn thế giới với chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh tập 56 với sự hiện diện của nam ca sĩ Tuấn Quỳnh, nữ ca sĩ Bảo Vi cùng với 10 ngón tay vàng Trung Nghĩa và nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Quen thuộc với ban nhạc của anh Trung Nghĩa và Mai Trí Dũng. Trước hết thì Mỹ Lan xin chào đến tất cả quý vị và các bạn trên YouTube Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh và trên Facebook Mỹ Lan Lư. Tất cả quý vị đã vào rồi, Mỹ Lan xin một lần nữa chào đến tất cả mọi người. Nhưng mà trước hết, chị thân mến chào Bảo Vi và Tuấn Quỳnh gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Dạ, chào chị, chào mấy anh. Tuấn Quỳnh xin gửi đến quý vị lời chào thân thương. Bảo Vi cũng xin phép gửi đến tất cả quý vị đang xem chương trình một lời chào thân thương và kính chúc quý vị có một đêm xem chương trình của chị Mỹ Lan Dòng Nhạc của chú Trần Thiện Thanh thật là vui vẻ. Wow, tự nhiên chị thấy hai em đó lần đầu tiên đến đây thì chưa có quen lắm phải không? Dạ. Tuấn Quỳnh, ngày hôm nay mình đến với chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh và chị cũng cảm ơn hai em đã nhận lời, tại vì chị rất là vui khi mà các em trẻ hát được những dòng nhạc của Trần Thiện Thanh và chờ để cho chúng ta có thể gửi đến cho quý vị và các bạn gần xa những tiếng hát trẻ với dòng nhạc này. Bảo Vi, thường thường đó em đã thích dòng nhạc Trần Thiện Thanh lúc nào chưa? Hồi nhỏ em có hay hát không? Dạ có, em là hai bài hát đầu tiên á mà em được ba em tập hát á là nhạc Trần Thiện Thanh. Dạ. Bài Chiếc Áo Bà Ba với lại Gặp Nhau Làm Ngơ. Hồi nhỏ là em cũng rất là thích nhạc. Dạ. Ở Nhật Trường rồi. Dạ. Wow. Rồi bây giờ khi mà chị được biết em hát tại hải ngoại thì chị gặp em một vài lần và thấy giọng hát em, kính thưa quý vị, các bạn biết không, giọng hát của Bảo Vi cũng rất là dễ thương. Với giọng trong trẻo rồi một giọng hát trẻ nữa, thành ra là Mỹ Lan đã mời lên đây để cùng hát dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Nhưng mà thường thường em đi ra ngoài em hát á thì em có hay hát nhạc ở Nhật Trường không? Dạ có chị. Thiệt hả? Dạ có, khó thiệt mà. Vâng, chị thấy em hát một vài lần. Còn Tuấn Quỳnh có, em chỉ biết em là hát nhiều loại nhạc, thể loại nhạc khác nhau đúng không? Nhưng mà em có bao giờ mà em hát nhạc Nhật Trường ở ngoài không? Dạ, thường thường thì mùa xuân thì em hay hát bài Mùa Xuân Lá Khô. Ồ, dạ. Cũng là mê nhạc Nhật Trường phải không? Dạ đúng, với lại bài Rừng Đá Thấp, em thích những bài đó. Em thích những nhạc phẩm về lính. Dạ, wow. Nhưng mà kính thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị hãy đến với chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh, hãy share đến cho mọi người để biết đến dòng nhạc này. Quý vị nào mà đang ở trên YouTube thì xin hãy share đến cho mọi người, còn các bạn ở trên Facebook nè thì cũng share đến cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn chị. Trước hết chị chào chị Kiều Loan, chào Mỹ Hòa, chào Kim Liên Đông, chào Teresa Fanstan, chào rồi chào đến Kevin Nguyễn, Phùng Tất, Quý Quỳnh, Thu Chè, Manda Phạm, Uyên Trần, Sandy Trần. Rồi xin chào chị Mỹ Lan, Tuấn Quỳnh và Bảo Vi. Vẫn xào chào Sandy Trần. Chào Hương Nga. Chào Tiffany, cô em gái Tiffany của chị đã vào rồi. Chào Linda Lam, rất là nhiều người đã vào. Thì một lần nữa Mỹ Lan chào đến tất cả mọi người. Và chương trình chúng ta để mở đầu chương trình đi thì chắc là phải mời Bảo Vi
Bảo Vy đã thích một tác phẩm của Trần Thiện Thanh và ngày hôm nay em đã chuẩn bị hát cho mọi người nghe phải không? Dạ, bài hát này là em cũng thường xuyên, rất là thường xuyên hát, cho nên em xin phép được gửi đến tất cả quý vị bài, em giới thiệu bài hát luôn ha. Em xin hát một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc mang tựa đề 7 ngày đợi mong. Dạ vâng, mời quý vị cùng thưởng thức 7 ngày đợi mong với tiếng hát của Bảo Vy. Nơi vui phố
Vinh xin cảm ơn. Wow, hay quá. À, cảm ơn anh Dũng với anh Nghĩa, hay quá trời. Wow, nghe rất là lãng mạn, trữ tình ha, đúng là 7 ngày đợi mong. À, nói đến một cái cuộc tình chờ đợi nhau mà thường thường nha, không biết vì sao chứ nhiều khi chị không, em chị nghe rõ lắm anh. Nghe nghe. Không sao, em có chỉnh trong này rồi, em có nghe rồi, mình thu vô nó khác. À, vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái bản nhạc mà trữ tình rất là lãng mạn mà Mỹ Lan cũng rất là thích. Cảm ơn Bảo Phi đã chọn nhạc phẩm này. À, rồi bây giờ trước hết để mình chị mình chào đến cho mọi người chút xíu đã nha. Chào chị Mỹ Hoa, chị Mỹ Hoa ở Canada. Mến chào Mỹ Lan và các bạn với chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh. À, rồi chào Lăng Liễu. Chào chị Mỹ Lan và các ca nhạc sĩ. Em yêu cầu bài Từ Đó Em Buồn Hôm Nay. Chị mặc áo dễ thương quá. Cảm ơn em nhiều. Lăng Liễu là một người bạn ngay tuần nào cũng đến nghe chương trình của chúng ta. Chào Mai Lâm, Mai Lâm ở Georgia. Mai Lâm ở Georgia. Chào chị Mỹ Lan và các ca sĩ yêu với chương trình Trần Thiện Thanh. Chào Lăng Liễu. Vâng, bên đây thì cũng đã có một số người đã vào rồi nè. Chúc tất cả anh chị em vui ca trong dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Em chào anh ca sĩ Tuấn Đạt, rất là dễ thương. Anh không, Tuấn Đạt, Tuấn Đạt đưa vừa vào xem. À vâng, rồi kính thưa quý vị, chào anh Tuấn Đạt này. Tuấn Đạt tuần nào cũng đến chờ vào thăm trang nhà của em hết. Chào Ánh Đào, Ngọc Sơn Thái, Tuấn Phùng. Chào em gái Kim Tuyến, chào Hùng Nguyễn, Linda Lam. Rất là cảm ơn mọi người đã vào. Và chương trình ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt với hai tiếng hát trẻ Tuấn Phùng và Bảo Vi. Bảo Vi vừa mở đầu chương trình với một nhạc phẩm rất là lãng mạn trữ tình để gửi tặng cho giới trẻ của chúng ta. Một cái thời mà không biết ngày xưa, cái thời mà mình mà hẹn hò vậy đó, em có bây giờ mà bị cho trễ hẹn, bị trễ hẹn gì không? Có một lần mà em không, em nói người lớn lãng mạn chứ còn em á, tới trễ chưa được 5 phút là em tự đi, không đợi. Có nghĩa là cái người đó tới trễ là em bỏ đi luôn. Em đi, hẹn nhau đi học. Tới trễ chưa đầy 5 phút là em lấy xe em tự đi rồi. Vậy là em thuộc về là rất là đúng giờ phải không? Đến trễ có 5 phút thôi. Wow, còn Tuấn Quỳnh thì sao? Tuấn Quỳnh có bao giờ bị cho leo cây hay là cho người yêu mình leo cây không? Dạ. Cười. Dạ em thì luôn đi trễ mà. Hồi nãy cũng đi trễ đó. Luôn đi trễ. Đúng rồi đó quý vị. Hôm nay bị chương trình mình bị trễ là do Tuấn Quỳnh. Nhưng mà thật sự ra nó cũng do là một cái hơi trục trặc xảy ra là tại vì Mỹ Lan, con nhớ là Mỹ Lan có tách qua cái địa chỉ cho Tuấn Quỳnh mà Tuấn Quỳnh lại không nhận được. Tuấn Quỳnh lại tưởng rằng là quay hình một chỗ khác, đúng không? Thật ra Tuấn Quỳnh là đi tìm chỗ của chị Mỹ Lan, sorry em. Nhưng mà không sao, chúng ta đến hàng vẫn lại lên như thường. Mà Tuấn Quỳnh, quý vị, Tuấn Quỳnh giỏi lắm nha Bảo Vi. Bảo Vi có biết rằng là Tuấn Quỳnh là vừa là ca sĩ mà rồi bây giờ lại bước sang lĩnh vực điện ảnh luôn. Vụ này em biết. Biết phải không? Vụ này em biết. Mà các bạn biết không, ngay tại nước Mỹ này trước đây thì chắc là để cho Tuấn Quỳnh có thể chia sẻ rằng là qua một cái cơ duyên nào mà Tuấn Quỳnh đã bước vào trong cái giới điện ảnh, rồi đã đóng một cái bộ phim, rồi bây giờ chuẩn bị sắp sửa là chào đón khán thính giả ở Cali với cái bộ phim mà anh mới vừa tự mình sản xuất luôn. Đó là bộ phim Kiếp Giang Hồ. Có thể chia sẻ rằng là trước đó thì là tại sao mà em lại đi đóng phim không Tuấn Quỳnh? Kính thưa chị cũng như quý vị khán giả. Dạ, cách đây thì chắc khoảng 4 năm á, là anh đạo diễn Quốc Võ có làm một cái bộ phim, đó là phim Bàn Tay Máu. Thì ảnh có mời Tuấn Quỳnh đóng một cái vai. Anh chọn cho Tuấn Quỳnh vai giang hồ. Đại ca. Đại ca giang hồ. Mà mới vô em không dám nhận cái vai đó, nhận vai khác, nhưng mà ảnh khẳng định, ảnh nói ảnh đã chọn cái vai đó rồi. Tại vì em có một cái vết xăm á, nó hợp với cái vai đó. Cho nên anh chọn em đóng vai đó. Khi mà sau khi đóng phim đó rồi thì em cũng đam mê luôn. Cái đầu mình đam mê cái điện ảnh. Thì sau đó thì cũng là một cái cơ duyên của một người bạn sáng tác một cái bài hát cho em. Bài hát đó là Kiếp Giang Hồ. Nghe em cũng rất là thích. Thì em cũng nhờ anh đạo diễn Quốc Võ làm đạo diễn cho em một cái MV. Nhưng mà cuối cùng thì ảnh viết cái kịch bản dài luôn, trở thành mới vô là mình tính làm MV 15 phút mà cuối cùng thì trở thành phim luôn. Một tiếng luôn. Wow. Trở thành phim một tiếng luôn. Dạ. Thì trong cái phim đó thì mình khi mà mình đóng thì gặp rất là nhiều khó khăn. Cũng như là trước hết là kinh tế. Dạ.
thì mới gán đi hát để mình có bao nhiêu để mình đóng cái phim đó, chứ không có nhà bảo trợ. Và tập hợp anh em ở Mỹ thì cũng rất là khó, ai cũng có công việc riêng hết. Nhiều khi mọi người đi về Việt Nam phải chờ mấy tháng, và nhiều khi mình cũng đi hát có show, cho nên lâu lâu mới tập hợp được anh em đông để mà đóng một cái cảnh, cho nên nó kéo dài 3 năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành cái phim. Dạ. Rốt cuộc là cuộn phim mà đóng tới 3 năm cho tôi quý vị, 3 năm mới hoàn thành. Và sắp tới được biết rằng là Tuấn Quỳnh cũng đã tổ chức một cái chương trình mini show, live show để mà giới thiệu về cái bộ phim Kiếp Giang Hồ này. Nhưng mà anh Trung Nghĩa, anh Mai Trí Dũng, nhìn Tuấn Quỳnh rất là hiền lành mà tại sao lại được giao cho cái vai rất là ác ôn đại ca ha? Anh Trung Nghĩa, anh nghĩ về cái ở ngoài đời với lại trên cái sân khấu hay là trên màn ảnh đó, thường mình á, mình có hai người. Em thấy anh như anh ở ngoài đời anh hiền như cục bột đúng không? Nhưng mà khi mà anh lên sân khấu là anh quậy tưng luôn. Quậy tưng luôn, đúng. Thì rồi. Cũng nhiều ca sĩ yeah. Lên sân khấu ăn mặc tóc tai rồi dựng đứng đồ mà hát móc mắt rồi ăn đồ. Nhưng mà xuống sân khấu, ủa sao cô này có dễ thương có hiền lắm. Đó trường hợp như Vi nè, trên sân khấu quậy tưng luôn, ngoài ở ngoài hiền khô à. Em thấy Quỳnh, anh biết Quỳnh cũng khá lâu rồi, Quỳnh là người rất dễ thương, lúc nào ăn đó nha. Hoặc là có chuyện đâu có chuyện. Đời và sân khấu nó là hai cái vế em. Dạ. Anh em mình thường thường vậy, nhạc sĩ mình người ta đánh giá không đúng. Vậy là ý anh nói là anh ở ngoài đời anh cũng hiền nhỉ, đúng không? Đúng rồi thường thường. Nhưng mà rất là nhiều anh em nghệ sĩ vậy, em thấy lên sân khấu nhiều lắm, thấy từ Linda hay là Truy Di là nhiều ác đồ vậy, hiền đi chút ngoài đời tiếp mấy phải nay đúng như vậy đúng không? Đó là ông này thì anh biết rất nhiều, tụi anh đi ăn uống chung nhà ngoài thì lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ và lễ phép lắm, anh rất là quý. Thật ra chúng ta đã biết đến tiếng hát của Tuấn Quỳnh, nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi xem cái bộ phim mà em mới vừa thực hiện cùng với đạo diễn Quốc Võ, Kiếp Giang Hồ. Tại vì theo như Mỹ Lan được biết rằng là qua một cái cơ duyên là một em đó mới sáng tác khi mà em đóng cái vai đại ca trong cái bộ phim đầu tiên, đúng không? Thì cái người bạn đó đã sáng tác ra cái bản nhạc Kiếp Giang Hồ để gửi đến cho Tuấn Quỳnh. Và từ cái tác phẩm Kiếp Giang Hồ này đã cho chúng ta được một cái bộ phim điện ảnh. Và sắp sửa là khi mà mình đã trình chiếu tại nước Mỹ rồi thì sẽ được trình chiếu ở trên YouTube. Thì chắc chắn là quý vị và các bạn đón xem để coi nam ca sĩ Tuấn Quỳnh của chúng ta đóng phim như thế nào, phải không Bảo Vi? Chắc chắn là ngoài đời chứ hiện lành thì chứ mà đóng lên phim chỉ có coi cái trailer rồi dữ dội lắm đó anh Trung Nghĩa. Vâng, chúng ta cùng chờ đón Mỹ Lan giới thiệu sơ qua để sau này quý vị có thể vào trong cái YouTube của Tuấn Quỳnh để có thể xem được bộ phim Kiếp Giang Hồ, phải không anh Tuấn Quỳnh? Anh đã mua một bàn để anh ủng hộ Tuấn Quỳnh rồi. Yeah, cái đó là giới thiệu cho anh, còn mình phải đi coi bộ phim này mới được đó nha. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của Tuấn Quỳnh. Bây giờ Bảo Vi đã hát rồi, bây giờ tới phiên Tuấn Quỳnh. Tuấn Quỳnh sẽ chọn nhạc phẩm gì đây em? Dạ, cái bài chắc cũng là quen lắm mà lâu lắm rồi không hát á. Đó là bài Biển Mặn. Nhưng mà tại hồi nãy đi trễ cho nên chưa có tập mà chưa biết tông luôn nữa. Có thể đưa cho chưa có biết tông cho nên bắt có đưa rồi mà cứ thử tông đô. Thử tông đô nha. Tại lâu quá không hát không biết đúng không. Hôm nay là bị hơi trục trặc chút xíu đi trễ phải không? Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, nhạc phẩm Biển Mặn nói đến một người lính và anh Nhật Trường Khi sáng tác nhạc phẩm này. Rải vô luôn anh đi anh trở vậy. Là, anh dạo. Đã anh sáng tác nhạc phẩm này để nhớ đến người mẹ của mình và cũng nhớ đến miền biển Phan Thiết. Mời quý vị cùng thưởng thức Biển Mặn với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Quỳnh. Cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn, tìm về biển đông tình yêu thành sông Thái Bình rồi từng đêm sương sóng vỗ về du giấc quê hương, nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời còn nhúc nhằn dưới ruộng trên tôi thức từng đêm
trên vùng vừa tiếp thu rừng hoang vu bông dừa bờ cát dài gió lên từng chiều vàng nàng xoa tóc trên biển xanh người yêu tôi hay khóc trong chiều lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây bao yêu anh em muốn chuyển đổi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh tôi đến lại xa vắng đời tôi chiến tranh lâu dài biệt mài người trai vừa chuông dài che khuất biển xa anh biến mặt trên biển mặt một sáng tác trường tiền thanh với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Quỳnh trong chương trình tập 56 dòng nhạc trường tiền thanh trên môi trong bao lần quân hàn tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biến mặn trên có tập cho nên cái khúc ao và cái khúc điệp khúc gian tố không biết vô khúc nào chưa có hợp nhau lắm không quý vị bỏ qua đây nè trời ơi người ta thả tim cho Tuấn Quỳnh quá trời luôn Nguyễn Thơm nói rằng là ca sĩ Tuấn Quỳnh hát hay quá Teresa Fenstein nói là giọng ca của Tuấn Quỳnh tự tự như là anh Nhật Trường vậy vâng, dạ cũng có mấy người nói vậy ủa vậy thiệt hả cái cách hát á oh. Dạ có một người bạn của em á kêu em chọn những cái dòng nhạc của anh Nhật Trường hát đi dạ, oh. Bảo đảm là nó sẽ không có giống đúng người nào vậy. Tại thời buổi này không có người hát người bạn của em nói em đúng vậy. Như vậy à, Bích Hợp thì nói rằng là Tuấn Quỳnh hát hay quá mình chúc cho chương trình này mãi mãi thành công nhé mình rất là thích chương trình Trần Thiện Thanh cảm ơn Bích Hợp rất là nhiều wow Mai Ca nè ca sĩ Tuấn Quỳnh biển mặn rất là tuyệt vời hay quá đi anh Tuấn Quỳnh ơi Sandy Trần nói rồi à, chào Nguyễn Thơm nói đến hẹn lại lên rồi đúng rồi mỗi tuần là nhớ đến với chương trình của dòng nhạc Trần Thiện Thanh nha quý vị và các bạn à, để cho chúng ta cùng nghe lại những dòng nhạc của anh Mai Ca hello chị Mỹ Lan buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bình an Thiên Nguyễn à, ồ đến từ nước Úc hả Thiên ở bên nước Úc hả chào mọi người nha
Rồi con cũng chào mẹ Huyền Trang ở trên ở bên Canada đến đây cùng xem chương trình của con. Rồi Thanh Hà, cô bạn Thanh Hà của mình, mến chào Mỹ Lan và các anh chị em. Rồi ai nữa đây? Mai Lâm. Mai Lâm yêu cầu bài Chuyện Hẹn Hò. Rồi những cái bài yêu cầu chút xíu thì chị sẽ cố gắng chị hát nha. Chào Phan Nam. Chắc là Phan Nam. Chào các bạn yêu dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Xin hát bài 7 ngày để mong thêm. Chắc là vô trễ rồi Phan Nam ơi. Bảo Vy vừa hát rồi nha. Rồi Lan Liễu, Tuấn Quỳnh hát rất là ngọt ngào. Thương quá những người lính Việt Nam Cộng Hòa thời chiến tranh miền Nam. Rồi chị Hoa gửi cho Tuấn Quỳnh những đóa hoa hồng rất là nhiều. Tất cả mọi người đã vào rồi. Chào chào Tú Nguyễn à. Chắc là Cẩm Tú, chắc Nguyễn Thị Cẩm Tú. Một lần nữa Mỹ Lan, một lần nữa chào đến tất cả mọi người nha. Chào cô, chào em Giáng Ngọc cũng vừa mới vào. Chào Trần Võ, Kim Nguyễn. Rất là nhiều người đã vào rồi. Thì xin giúp cho Mỹ Lan share chương trình này đến cho mọi người, để chúng ta cùng hôm nay thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Vy và nam ca sĩ Tuấn Quỳnh. Rồi Bảo Vy ơi, bây giờ trở lại em đi. Thì chị biết rằng là trong những cái dòng nhạc Trần Thiện Thanh, em đó là vừa hát những loại nhạc trữ tình mà cũng hát những cái loại nhạc cũng rất là vui tươi. Ở ngoài là nhíu nhóm nhanh, Trung Nghĩa mới nói đó là ở ngoài là Bảo Vy là quậy tưng sân khấu luôn, nhưng mà ở ngoài rất là hiền khô. Và bây giờ chúng ta trở lại dòng nhạc Trần Thiện Thanh, thì em đã chọn nhạc phẩm nào? Dạ trước hết em cũng cảm ơn anh Trung Nghĩa, chị Mỹ Lan cũng như mấy anh chị khen em ở ngoài hiền. Dạ nhát thôi chứ không phải hiền. Ô nhưng mà quên, các bạn ơi, nãy giờ mình quên nói từng thường quý vị, hôm nay là giới thiệu là ca sĩ Bảo Vy. Thật sự ra mình có, chị có nghe em tâm sự rằng là thật sự trước đây em cũng là ca sĩ hát từ bên Việt Nam. Ở trong nhóm gì ha? Dạ Studio 666. Studio 666 ở Việt Nam chắc là biết Bảo Vy. Nhưng mà kính thưa quý vị, từ khi mà gọi là khăn gói theo chồng, theo chồng về Vinh, tức là đây là phu nhân của danh hài Bảo Liêm đó kính thưa quý vị. Thì lúc đó chị nhớ là khi mà em sang tới hải ngoại, thì lúc đó thì chị biết em lúc đó chưa có đi hát. Khi qua bên này rồi lại theo chồng là đi làm, thì chỉ là làm diễn hài chung với Bảo Liêm, lấy tên là Bảo Vy. Thường thường ngày xưa bên Việt Nam em là Bảo Vy chưa, hay là tại vì dạ, đi không. Hài với anh Bảo Liêm mới gọi là Bảo Vy? Em là Bảo Vy từ đó tới giờ. Ủa sao trùng hợp ha? Dạ bởi vậy ta nói Bảo Liêm lấy Bảo Vy ở Bảo Lộc. Tụi em ha, em cũng ở Bảo Lộc. Dạ, luôn em ở Bảo Lộc. Wow. Dạ, gia đình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng có. Đúng rồi, Bảo Lộc, chơi gia thân đình với gia đình em lắm. Ồ đúng dạ. Rồi à, như là em cũng dạ, chú Trần Thiện Thanh Tâm á là cái người đầu tiên dạy cho em hát đó. Có nghĩa rằng là chú Trần Thiện Thanh Tâm, thưa quý vị, Trần Thiện Thanh Tâm là em trai của anh Nhật Trường. Và khi mà ở Bảo Lộc thì chú là coi như là thầy dạy hát đầu tiên cho em đó hả? Dạ. Rồi chắc nay nói vậy là cô Như Mai ơi, cô Như Mai mà xem chương trình này, cô Như Mai phải gọi chú Tâm ra theo dõi lại chương trình này mới được, để nghe cô học trò Bảo Vy hôm nay hát đúng không? Dạ. Trình diễn. Rồi bây giờ nhạc phẩm kế tiếp mời em gửi đến cho quý vị và các bạn là bài gì? Nhạc phẩm kế tiếp thì em xin phép hát dư tí xíu ha. Hát cái bài mà bài hát này là em chỉ có mỗi khi hát bài này em mới nhớ tới ba của em thôi. Tại sao vậy? Tại vì ba em là người dạy cho em hát bài hát này. Dạ bài hát có tên là Gặp Nhau Làm Ngơ. Ba em ngày xưa có đi hát không? Dạ không, nhưng ba em thích bài này lắm. Ba lúc, em là mê nhạc Trần Thiện Thanh. Lúc em còn nhỏ xíu vậy nè, ba em cứ hát bài này cho em nghe, cái em nhớ luôn trong đầu. Sao chị thấy nha, đa số những các anh chị em nghệ sĩ lại đây nè cũng tâm sự đó. Đa số là cũng nói rằng là hồi nhỏ mình nghe nhạc Trần Thiện Thanh, rồi mình nghe cha mẹ mình hát vậy đó Tuấn Quỳnh. Tự nhiên là mình bị nhiễm vô bài, cũng như là em gì nè, Linda thì nhớ rằng là cái bài Tình Thiên Thu. Thì từ hồi nhỏ nghe mà thuộc lòng luôn. Thì bây giờ em cũng là một trong những trường hợp vậy. Vâng thưa quý vị, nào bây giờ chúng ta cùng nghe cô bé Bảo Vy ngày xưa mà mê nhạc Trần Thiện Thanh với ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ, thì sẽ trình diễn ngày hôm nay đến cho quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Xin quý vị cùng chào đón Bảo Vy. Trước người sau chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ
Chú Dũng đánh cái clip rất là lạ nha ha. Thường thường gặp nhau làm ngơ, ta hay hát disco hay là ta hát cha 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 ha. Mận này gặp nhau làm ngơ đánh cái điệu này hay quá anh Dũng, anh Nghĩa. Ý của Bảo Vy nhưng mà anh Nghĩa phối lại chút xíu cho nó Dũng. Rất là sexy ha. Đánh theo yêu cầu, đánh theo yêu cầu ca sĩ. Nhưng mà hay nó rất là lạ, cái điệu này nó rất là nó vừa là dí dỏm mà nó vừa nhí nhảnh dễ thương. Tại vì nó cũng hợp nè, tại đúng vì đúng đưa, vậy đông đưa. Tại vì khi mà mình nghe cái dòng nhạc phối âm như vậy rồi qua cái tiếng hát nhí nhảnh của Bảo Vy, tự nhiên mình cảm thấy như là mình hình dung ra được. Tại vì nhạc Nhật Trường là giống như một cái câu chuyện, thì mình thấy rõ ràng là cái anh chàng này đi theo chàng lặng đi theo nàng rất là dí dai dí dỏm á, rất là dễ thương. Mà Bảo Vy là rất là thích hợp với những cái loại nhạc như thế này. Cố gắng lên nha em. Rất là nhiều nhạc phẩm Trần Thiên Thanh mà nhiều bài hay lắm. Thì hy vọng rằng là em sẽ biết được nhiều nữa để chúng ta gửi đến cho những dòng nhạc Trần Thiên Thanh cho mọi người. Rồi bây giờ để coi mọi người nè. Ô anh Trung Nghĩa nói xe, cảm ơn Trung Nghĩa xe của em rồi, nói là hello dịch của tôi. Dịch là bà xã của anh Trung Nghĩa nha. Chào Băng Nhi, cô em gái Băng Nhi của chị. Băng Nhi là bà xã của anh Trung Nghĩa đây. Chị Mỹ Lan ơi, ca lại bài Chiều Trên Phá Tam Giang đi trong Phượng Mai lễ dỗ tổ rất là hay. Ô, cảm ơn Quang Minh. Quang Minh đã đến trang nhà của Nhật Trường rồi. Cảm ơn Quang Minh rất là nhiều. Bây giờ nè, bây giờ trở lại với Tuấn Quỳnh. Thì lúc nãy chị có nghe em tâm sự rằng là hồi nhỏ rồi em cũng mê nhạc Nhật Trường, mà đặc biệt là những nhạc phẩm về lính.
mà trong đó mà chị thích nhất, là em cũng nhắc tới nhạc phẩm này mà chị cũng rất là thích, chắc là nhờ em phải hát nhạc phẩm này, bài Mùa Xuân Lá Khô. Không biết tại sao cứ mỗi lần mà chị nghe ai mà hát cái nhạc phẩm Mùa Xuân Lá Khô này, tự nhiên là mình cứ rớt nước mắt. Tại vì hình ảnh của người lính, cái bài này đó Bảo Vi, là nói đến một người lính bị thương. Nhưng mà khi mà mình bị thương thì mình phải trong màu cần, phải không? Mình trở vào trong để mà mình trị thương. Nhưng mà tuy vết thương chưa lành hẳn, nhưng mà anh lại phải đi tìm đơn vị của mình để chuẩn bị đi tìm người bạn của mình, tìm lại đơn vị của mình để mà tiếp tục chiến đấu. Nói đến một cái hình ảnh người lính rất là oai hùng, kiên cường, và tuy là anh bị thương nhưng anh vẫn tiếp tục. Nổi hết da gà. Đúng rồi, nghe câu chuyện dễ thương lắm em ơi. Thôi bây giờ chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của Tuấn Quỳnh với ca khúc Mùa Xuân Lá Khô. Xa xôi đá sỏi biết buồn, ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữ lành sang đâu. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, trôi đi miệt mài, nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vì lại nhọc hơi đâu, bước mỏi tháng ngày. Khi cánh dù mang tin lại, những cánh thư sinh hồ tư, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai, nhưng lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết yêu thương. Đẹp như đời tương, không áo xanh áo đỏ thơm hương, quen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi, lá ơi sao rơi trên dòng suối chờ cho tình cờ anh lính làm. Người ngoài xa tôi đã quen rồi chuyện và quen xa ánh đèn phố thường, nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngọt không dịu, tôi nào nghe thanh lạnh trong tôi chỉ thương. Người thương em hỡi em, khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Oh, 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 oh
đời thương. Thông áo xanh, áo đỏ thơm hương, khoen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc hoàng, giây phút chung đôi. Lá ơi, sao rơi trên dòng suối chờ cho tình cờ anh linh làm thơ. Lời thơ em như hơi thở khi em nguyện chờ một người ngoài xa. À, tôi đã quen rồi chuyện và quen xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngọt không rượu quý. Tôi nào nghe thấy lành trong tôi, chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu hẳn người thương. Em hỡi em, khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Tuyệt vời quá, tiếng hát của Tuấn Quỳnh pha lẫn với tiếng đàn của anh Trung Nghĩa và tiếng keyboard của anh Mai Trí Dũng. Thật là tuyệt vời các bạn ơi, cho một tràng pháo tay. Đây nè, chuyển hát qua đây nè, người ta thả tim quá trời luôn, đúng không các bạn? Các bạn mà thương mến ca sĩ, các bạn đã thả tim rất là nhiều. Mỹ Lan, đấy giờ Mỹ Lan ngồi, Mỹ Lan thấy tim bay quá trời bay luôn. À, Mỹ Hòa, các ca sĩ hát hay quá. À, Trầm Hương, Tuấn Quỳnh number one. Mai ca Tuấn Quỳnh thể hiện mùa xuân lá khô nghe ngọt ngào sâu lắng dễ thương. À, chúc cho em nhiều sức khỏe bình an. À, Teresa Fenten nè, Teresa Fenten nói rằng là Tuấn Quỳnh có chất giọng 8/10 của anh Nhật Trường luôn, number one kia. Vâng, đúng như vậy, giọng của Tuấn Quỳnh rất là hay. Đây là hình như là chị lần đầu tiên mà chị ngồi chị nghe theo kiểu như mà nhạc thính phòng đó anh Trung Nghĩa. Mình nghe mới nghe cái giọng của Tuấn Quỳnh rõ. Nhiều khi nghe em hát nhiều khi trong nhà hàng hay là trong những cái chương trình mà dạ vũ mình không có nghe rõ hơn. Còn ở đây mình trong một cái không gian nó ấm cúng như thế này với chuyên nhạc, chuyên cái chủ đề về nhạc Trần Thiện Thanh, thật sự ra giọng của em rất là hợp với những bản nhạc lớn. Chắc là một lát nữa đây mình phải theo lời yêu cầu nè, nhiều người cũng rất là yêu cầu nhiều bản nhạc về đời lính, chắc là sẽ gửi đến cho khán giả của chúng ta. Giọng của em là 8/10 giọng anh Nhật Trường đó nha, đúng rồi, bởi vì giống anh Nhật Trường không. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn cũng đã yêu cầu nhiều bài lắm. À, đây nè anh Vinh Trần, anh Vinh Trần ở bên Canada, anh cũng nói là đây là lần đầu tiên mà nghe tiếng hát của Tuấn Quỳnh rất là hay. Rồi chị Mỹ Hoa nói rằng là tiếng đàn của anh Trung Nghĩa và Mai Trí Dũng thật là tuyệt vời. Tuấn Quỳnh hát hay quá, rồi hai ca sĩ hát hay quá, nhạc Trần Thiện Thanh, Tuấn Quỳnh là number one. Rồi, chào Mỹ Lan cùng tất cả anh chị dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Tuấn Quỳnh hát rất là truyền cảm, đào liễu đã vào rồi nè. Vâng, các bạn nào mà vào trễ thì chắc phải nghe lại, tại vì chương trình chúng ta đã rút đầu với những nhạc phẩm cũng rất là hay với tiếng hát Bảo Vy và Tuấn Quỳnh. Thôi thì bây giờ để chị Mỹ Lan gửi đến một nhạc phẩm thì theo lời yêu cầu. Vừa rồi là mình đã hát rất là nhiều, tại vì Sài Gòn mình đang bị phong tỏa. Đang nghe cái tin là có thể cuối tháng 9 này sẽ được nới lỏng cái lệnh phong tỏa, cũng là mừng cho Sài Gòn. Nhưng mà hiện nay Sài Gòn chúng ta vì phong tỏa như vậy thì cũng giống như đang trong giờ giới nghiêm vậy, không ai được ra đường. Thì chúng ta chợt nhớ đến nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang. Cảm ơn em cũng đã yêu cầu nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang. Quân Vân Quang Minh. Rồi chị Mỹ Lan sẽ hát lại nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang để gửi đến cho tất cả mọi người nha. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao,
dọn hành lang, giờ này thành phố chợt bùng lên để rồi tắt nghỉ sâu. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ rất nghiêm. Ôi Sài Gòn, 11 giờ vắng im. Ôi em tôi, Sài Gòn không buổi tối. Giờ này có thể trời đang nắng. Em rời thư viện đi sông chơi, hàng cây viền ngọc thạch len trôi, nghĩ tới ngày thi tương lai khúc hồi, căn phòng nhỏ cao ốc phu xanh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới giờ này có thể chưa đang mưa. Em đi dưới hàng hiên sương mướt, nhìn bông bông nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quê như chúng ta thường hẹn, dập bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng. Thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bớt sát chạy tuôn. Nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới.
cảm ơn anh Trung Nghĩa với tiếng đàn guitar và với Mai Trí Dũng, thiệt là tuyệt vời. Mỹ Lan hát rất là nhiều cảm xúc. Vâng, Quang Minh, tuyệt vời giọng hát của chị Mỹ Lan với Chiều Trên Phá Tam Giang làm mình nhớ lại giọng ca của ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua một thời chinh chiến. Vâng, cảm ơn Quang Minh. Lan Liễu, hôm dỗ tổ em có nghe chị Mỹ Lan hát rồi, hôm nay nghe lại thấy chị hát còn hay hơn và có hồn hơn nữa. Cảm ơn em Lan Liễu. Cảm ơn mọi người. Trương Nguyễn, em yêu cầu tuần tới chị hát bài Cạn Lời Yêu Dấu. Rồi, chị sẽ tìm những nhạc phẩm này hát cho em nghe nha Trương. Vâng, tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã thương mến, đã khen ngợi rất là nhiều. Ba ca sĩ hát đều rất xuất sắc. Cảm ơn anh Tuấn Đạt. Rồi bây giờ kính thưa quý vị, chắc là đến đây mình nghỉ giả lao chừng 5 phút nha, để chúng ta sẽ trở lại chương trình, để Mỹ Lan có cơ hội cảm ơn đến cho tất cả những anh chị em đã ủng hộ cho chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh. Cảm ơn cô bạn Ngọc Nhi của mình lúc nào cũng đồng hành với Mỹ Lan trong chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh. Em cũng cảm ơn anh Mạc Bìa, chị cùng với bà xã của anh là bác sĩ Teresa Đào, cũng là lúc nào cũng ủng hộ chương trình của em. Rồi cũng cảm cũng như là chị Teresa Đào với cái OneTouch Wellness, với một cái app thật là tuyệt vời để lo về sức khỏe của mình. Cảm ơn mọi người, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho chương trình của Mỹ Lan Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh. Bữa nay là tập 56 rồi, chúng ta sẽ tiếp tục hàng tuần vào ngày thứ hai lúc 7 giờ tối nha. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giả lao 5 phút sẽ trở lại ngay. Xin kính chào. Tặng 1, mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 1, sản phẩm số 1 dành cho thợ nail giải độc cơ thể, giúp trắng da và loại bỏ các đốm lão hóa vì ảnh hưởng hóa chất trong nghề nail, với hàm lượng fucoden chiết xuất từ tảo nâu tươi và bào tử nấm linh chi kết hợp với bào tử nấm thái dương. Mekabu của Forever Be More là một sản phẩm cao cấp nhất thị trường hiện nay, giúp đào thải độc tố trong cơ thể, ngăn chặn mầm móng ung thư, đồng thời giúp tăng cường đề kháng chống lại mệt mỏi. Hãy gọi 1888 933 7624. Forever Be More xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm Be More Silk Cream với chiết xuất từ sợi tơ tự nhiên và các tinh chất thực vật. Các tinh chất này thấm sâu vào da, làm da mềm mại và láng mịn, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa và mang lại một làn da mượt mà như lụa. Sử dụng 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Sau 30 ngày, quý vị sẽ thấy kết quả rõ rệt trên làn da của mình. Gọi ngay cho Forever Be More 1888. Mỹ Lan hân hạnh giới thiệu công ty mỹ phẩm Chumay San Francisco Simple Skin Care, dưỡng da đơn giản với những sản phẩm Lip Serum làm giảm nếp nhăn, căng bóng da, xoay kích lỗ chân lông và làm cho làn da mịn màng, săn chắc. Filler Serum nhanh chóng làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và làm đầy làn da của bạn. Clear Serum điều trị mụn, đốm nâu, không chứa dầu, giữ ẩm cho làn da, kiểm soát việc sản xuất dầu gây ra mụn trứng cá. Đây là những serum thông minh với công thức gia truyền từ Switzerland, Thụy Sĩ, được sản xuất tại Hoa Kỳ thông qua cơ quan FDA chuẩn thuận. Là những sản phẩm dưỡng da đơn giản từ tế bào gốc, làm trẻ đẹp như ý, tìm lại tuổi thanh xuân, chống lão hóa. Quý vị muốn có làn da tươi trẻ, săn chắc, xin gọi Mỹ Lan 714-330-1437.
trình Dòng nhạc Trần Thiện Thanh với Mỹ Lan và bạn hữu. Cảm ơn quý vị và các bạn trở lại chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh tập 56 với hai tiếng hát trẻ, nam ca sĩ Tuấn Quỳnh và nữ ca sĩ Bảo Vi, cùng với 10 ngón tay vàng, guitar của anh Trung Nghĩa và tiếng keyboard của nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Và để trở lại chương trình phần 2 thì Mỹ Lan xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của Trần Thiện Thanh viết tại hải ngoại. Bài hát được mang tên Sao Anh Không Nói, gửi đến cho quý vị và các bạn sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nhạc phẩm này là anh Nhật Trường viết cho tình yêu và cô tuổi trẻ đó Bảo Vi. Bài, những cái bài nhạc cùng một cái chương trình như là Có Phải Là Tình Yêu Sao Anh Không Nói, rồi Khi Tình Yêu Nhảy Múa, như bài rất là hay, chị sẽ giới thiệu cho em để mà em có thể em ra ngoài em hát nó phù hợp với cái giọng ca nhí nhảnh dễ thương của em nha. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Dạ vâng. Sao anh không nói
cho dẫu có nói nên câu. Ai kêu anh xấu, một tiếng kêu của ai yêu. Sao anh không biết lời tình thấm thiết, lời tình yêu bất diệt, trừng trang dây trăng học trò trinh nguyên đôi khi cần thiết. Sao anh ngơ ngác nhiều lần theo em như chiều khi tan trường, trong ngày cơn cá nuôi lượn lờ trong dòng nước sâu. Chớn bắt nhau hoài, sao anh không nói chuyện xưa đã phai? Sao anh không nói chuyện xưa đã phai? Nghĩa với Mai Trí Dũng nha, một cái bài mới toanh nào không có tập vợt gì hết trơn á, mà hai anh đánh rất là hay, và em thấy cái điệu nhạc cũng rất là vui tươi và dễ thương phải không? Anh Trung Nghĩa, anh làm em bất ngờ quá. Sao vậy? Trời ơi, anh súng thiệt là súng luôn vậy đó. Không, tại vì anh thấy không, cái âm nhạc nó làm mình trẻ lại. Đúng như anh nói vậy đó, mình dập nhạc lên là mình cứ việc mình hát, rồi mình đàn là mình quên cả không gian, thời gian luôn. Bởi vì nhờ vậy anh mới còn chơi nhạc đến 55 nay rồi. Giờ, giờ những cái enjoy như vậy em thấy không, nói thật đó. Đối với anh đây là những phút không phải là vấn đề tiền, không phải là vấn đề gì, chỉ vấn đề cái nghệ thuật mà mình enjoy. Bây giờ anh đã chơi 56 năm rồi, chắc thì chắc anh mới quên mình luôn á. Anh làm bao nhiêu năm trong nghề á? Anh trong nghề là 56 năm. Wow, công nhận nha. Mà chứ Dũng nghe anh Trung Nghĩa nói 56 năm rồi, còn em mấy năm rồi? Cỡ 4 thập niên thôi. Tại đây là những nhạc sĩ kỳ cựu của chúng tôi. Vâng, tiện đây thì em một lần nữa em cũng cảm ơn kỳ cựu đó nha. Cảm ơn anh Trung Nghĩa, cảm ơn Mai Trí Dũng cũng đã bỏ thời gian. Không có hai anh thì chúng ta không có linh hồn là âm nhạc mà phải không? Cảm ơn anh Mai Trí Dũng cũng như là anh Trung Nghĩa cũng đã đến đây giúp cho Mỹ Lan để thực hiện chương trình này. Và cũng cảm ơn anh Rich Long với Rich Event Live, với âm thanh ánh sáng và kỹ thuật. Một mình anh là anh phải làm luôn ba việc đó, Bảo Vi và Tuấn Quỳnh. Anh vừa lo âm thanh, anh vừa lo ánh sáng và vừa phải lo luôn phần kỹ thuật luôn. Cũng rất là cảm ơn anh. Tuy là nhiều khi mình cũng có những cái trục trặc vì đây là chương trình live. Thật ra quý vị và các bạn ơi, nếu mà có những cái sơ sót hay là có những cái khuyết điểm gì, quý vị cũng bỏ qua cho nha. Để cho chương trình của chúng ta rất là vui. Mỹ Lan đây là cái tấm lòng tất cả mọi người đến đây vì anh Nhật Trường, vì muốn cho cái chương trình của chúng ta được tiếp nối cái dòng nhạc Trần Thiện Thanh đến cho các thế hệ trẻ mai sau. Rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Hoa, âm thanh ánh sáng kỹ thuật thật là tuyệt vời với Richard Long. Đúng rồi, Tuấn Quỳnh à, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, đã thả tim cho Mỹ Lan. Thôi bây giờ trở lại tiếng hát của Tuấn Quỳnh đi. Lúc nãy mà nãy giờ các anh chị là yêu cầu nhiều bài lắm, mà nghe Tuấn Quỳnh hát nhạc lính sao mà hay quá. Thành ra là Mỹ Lan cũng đã yêu cầu Tuấn Quỳnh phải hát những nhạc phẩm về lính đến cho mọi người cùng nghe. Thì một cái tác phẩm về lính mà chị Mỹ Lan cũng rất là thích Tuấn Quỳnh ơi, đó là nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm. Nhạc phẩm này ngày xưa đó nha, là nữ ca sĩ Phương Dung đã được nổi tiếng trên khắp tại miền Nam của chúng ta, trong các đài truyền hình cũng như là những ra bằng dĩa luôn đó, tức là con nhạn trống Gò Công đó. Chị là chị nổi tiếng với nhạc phẩm này. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nghe thế hệ tiếp nối những tiếng hát trẻ mà Mỹ Lan cũng rất là thích, là tại vì thực sự ra mọi người đều nghe rất là nhiều những tác phẩm, nhưng mà với những cái tiếng hát trẻ, các em có cái lối trình diễn khác, cái cách hát nó cũng khác đi, và đặc biệt với lối hòa âm phối khí hiện đại bây giờ thì nó cũng làm cho cái bản nhạc nó thăng hoa hơn. Thì bây giờ mời Tuấn Quỳnh nha, cùng gửi đến quý vị
Tạ Từ Trong Đêm. Cảm ơn chị. À, dạ thưa quý vị, bài này cũng là lần đầu tiên Tiến Quỳnh hát luôn đó. Đó, đây là lần đầu tiên đó nha, chị yêu cầu đó. Vâng, mời quý vị cùng nghe Tạ Từ Trong Đêm. Hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây. Khuya nay em về trăng gầy soi bóng. Đến cuối mặt ngắt dòng nước mắt phút giây tàn. Đừng buồn nghe. Heo nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ cho nặng lòng trinh nhân. Nếu em nghĩ rằng có những người đi đấu tranh chưa về, sơn khê từng đêm tỉa đầu hút hút gió sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện lên rằng vợ yêu chồng đan áo lạnh từng đông thì duyên tình mình có nghĩa gì không? Nếu anh có khi tàn chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em. Hút hút gió sâu.
về thiên xuân. Bao nhiêu ý tưởng không bằng câu hứa sẽ yêu anh trọn. Đầu đường chia phôi anh không nói gì nên phong kín lời hẹn tình lứa hồi. Nếu anh có khi tàn chinh chiến xin em cúi mặt dấu để mừng nghe em. Nếu anh có khi tàn chinh chiến xin em cúi mặt dấu để mừng nghe. Wow, với tiếng hát của Tuấn Quỳnh hay quá. Phải công nhận em, cảm ơn Trung Nghĩa nha. À, có thêm tiếng đàn của anh nghe nó réo rắt hả? Nghe nó tự nhiên nghe đầy buồn, cảm xúc luôn đó anh. Đầy cảm xúc luôn dạ. Vậy đó. Không, mà em thấy rằng là anh đừng có nói 50 mấy năm, em thấy anh 60 năm nữa tiếng đàn anh cũng vậy à. Nhưng mà cũng thấy anh tươi trẻ hết trơn á. Phải công nhận nha, âm nhạc là mình trẻ ra đó Vi. Mình không biết là mình tới cái tuổi của anh á, mình có còn sung như anh không nữa đó nha. Anh sống nhờ cái nhan sắc này mà. Đâu, anh nghĩ năm nay mới có 35. Không phải đâu. Tại vì chị nghĩ là tại vì lúc nãy là có bà xã là nữ ca sĩ Măng Nhi đang vào xem live của chương trình chị Mỹ Lan. Thành ra là anh Trung Nghĩa hôm nay là thấy trời ơi dễ thương ơi là dễ thương luôn vậy. Phong độ ghê vậy đó. Phải không anh Trung Nghĩa? Nè, áo mới vợ mua nè. Đó, biết chưa? Vợ mua 3-4 cái. Dễ thương lắm. Ồ, bữa nào em phải mời Băng Nhi lên chương trình mình hát được. Tại vì Băng Nhi đang bận, rất là bận rộn. Cũng phải bận đi làm. Ở đây mình phải đi làm đó em. Dạ. Thì đó, để khi nào mà để ready đó thì phải mời Băng Nhi lên đây. Nhưng mà trời ơi, ông xã mà đờn cho bà xã nó còn gì là tuyệt vời nữa phải không? Chắc chắn rồi ha. Chắc okay, luôn là, phải mời bà xã của anh Trung Nghĩa lên đây hát nha. Tới luôn em. Tới luôn nha em kìa. Vâng, rồi bây giờ chúng ta đang nghe những dòng nhạc lính kính thưa quý vị. Vậy thì chúng ta tiếp tục dòng nhạc lính mà Mỹ Lan biết rằng là lúc đầu khi mà Bảo Vy, mà khi mà Mỹ Lan mời Bảo Vy lên chương trình này thì Bảo Vy có nói chuyện Mỹ Lan và nói trời ơi em mê cái bài Rừng Lá Thấp. À, tiếp nối dòng nhạc lính Tà Từ Trong Đêm của Tuấn Quỳnh, mời quý vị cùng nghe Bảo Vy đến với chúng ta trong một nhạc phẩm vừa viết về đời lính, mà cái nhạc phẩm này là Nhật Trường viết cho người lính thủy quân lục chiến. Ở trong đó có một người bạn, có hình ảnh của người bạn của anh là Vũ Mạnh Hùng. Anh đã tử trận trong cái chuyến trong một cái trận ở Hàng Xanh đó. Khi mà anh giữ cái Hàng Xanh đó thì anh đã bị tử trận. Anh Nhật Trường đã viết nhạc phẩm này để nhớ đến người bạn của mình là anh Vũ Mạnh Hùng của thủy quân lục chiến. Mời quý vị cùng nghe, chúng ta cùng tưởng nhớ đến những người lính năm xưa nha quý vị. Dạ, em nghe chị giới thiệu mà em đầy cảm xúc luôn á. Đây cũng là lần đầu tiên em hát ca khúc này mà em rất là mê. Em cũng có nói với chị rồi đó. À, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nếu mà em có hát không hay quý vị cũng ủng hộ cho em nha. Vâng, thả tim nhiều nhiều cho Bảo Vy nha quý vị. Sao không hát cho người dân
giờ chỉ cần hai tiếng bên anh. Phỏng này mà chị thấy em rất là có hồn nha, chắc là cũng thích lính lắm không, thích nhạc lắm. Lính lắm không? Wow, đây nè, chị nghe nhiều người khen em nè. À, chào em gái Kim Tuyến của chị, hay quá. À, chị Bảo Vy ơi, thả tim cho em rồi nè. Cảm ơn chị Tuyến. À, rồi Bi Phạm nói là hay quá anh Nghĩa ơi, tiếng đàn của anh Nghĩa kìa. Rồi Rừng Lá Tóc ca sĩ Bảo Vy thể hiện rất là tuyệt vời. Mai Ca nè. Cảm ơn Mai Ca. Kim Tuyến là hay lắm chị ơi, ai cũng khen nè. Vy ơi, ai cũng thích dạ, hát. Dạ em cảm ơn mọi người. Rồi Lan Liễu nè, Rừng Lá Tóc bất cứ ca sĩ nào hát cũng hay, ca ngợi những người lính đã ngã xuống vì miền Nam tự do và độc lập. Tại vì hát về lính đó mình có cảm xúc rất là nhiều chị. Dạ cho nên bao nhiêu cái cảm xúc nó nằm thì đó. Bởi vì mình mỗi lần mình hát nhạc lính thì mình thấy hình ảnh người lính rất là thân thương. Vâng, Mỹ Lan thấy cũng có một số người bạn vừa vào đấy nè. Khánh Trần hả? Mới vừa vào nè, rất là nhiều người cũng vừa vào xem lại nha chương trình của mình nãy giờ rồi. Thôi bây giờ tiếp nối đi Tuấn Quỳnh. Lúc nãy cũng có người yêu cầu chị em mình hát nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái. Rồi bây giờ hai chị em mình hát Lâu Đài Tình Ái nha. Em xin mời ban nhạc.
anh còn giỡn nữa. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chiều muôn đến trăng nào tươi, đợi chiều vàng hôn lên làn nắng, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang quên vương vơi, khi lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, cho dù nghiền nắng qua còn vẫn vương đôi hôn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em say đến tận chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào cuối. Khi lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa làm cho em là tự nhiên mình muốn làm cưới lại hả? Mong quý vị ơi, thả tim nhiều nhiều cho anh Nghĩa nãy giờ. Đấy nè, đừng còn thả tim Nghĩa luôn á, hèn gì vợ anh mê anh là đúng rồi anh Nghĩa ơi. Anh nói với em là cứ 10 phút là gọi điện lần. Đây nè, Phan Nam nói nè, ca sĩ mà Tuấn Quỳnh sẽ là truyền nhân của nhạc sĩ Nhật Trường Quang Hô kìa. Không, chị thấy em có chuyện giọng hát nhạc Nhật Trường được đó nha.
em phải làm quen anh Nhật Trường đi. Dạ. Nhạc anh Nhật Trường nhiều bài hay lắm đó. Em phải vào trong cái YouTube mà dòng nhạc Trần Thành Thanh của Nhật Trường nè, ở trong đó có rất là nhiều bài hát mà chị để ở trong cái channel dòng nhạc Trần Thiện Thanh, em cứ vượt vào nhé. Rồi tất cả mọi người đều thả tim quá trời luôn, song ca lâu đài tình ái hay quá đi. Rồi bây giờ trở lại em đi, em hát bài gì nữa đây? Hồi nãy em thấy có khán giả yêu cầu bài Chuyện Hẹn Hò. À, em thích bài Chuyện Hẹn Hò em, hả? Em hát Chuyện Hẹn Hò nha. Em có tâm. Em có tâm. Hồi nãy có một người đây nè, để chị coi ai yêu cầu bài Chuyện Hẹn Hò nè. Vâng, Chuyện Hẹn Hò nhá. Thì em đưa cái tờ, cái key cho bên ban nhạc. Vâng các bạn ơi, hồi nãy là có một như Đêm Lan con biết ai nè, yêu cầu bài Chuyện Hẹn Hò nè. Đây nè, Mai Lâm. Mai Lâm yêu cầu bài Chuyện Hẹn Hò. Rồi bây giờ Bảo Vi sẽ gửi đến chúng ta Chuyện Hẹn Hò nhá. Thì mà các bạn nào mà thương mến thì cứ thả tim thiệt là nhiều cho Bảo Vi nha. Chuyện Hẹn Hò sẽ gửi đến quý vị sau đây theo lời yêu cầu của Mai Lâm. Theo lời yêu cầu của Mai Lâm thì Bảo Vi xin phép hát bài Chuyện Hẹn Hò, tại vì mình cũng thích bài này đó, cho nên mình hát tặng cho bạn. Chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhiều lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má mong dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tí đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có thấy trời buồn trời chuyện mưa đó chờ ai. Đời kiếp đến nay nàng cứ quên hẹn hoài.
chàng cứ mong chờ ai. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm bài ơn chị. Rất là dễ thương, chuyện hẹn hò à, vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Giọng chị Bảo Vi hát hay quá nè, Kim Tiến nè, cô em gái mình khen Bảo Vi nè. Ô, anh Victor Nguyễn nè, anh Trung Nghĩa ơi, 10 ngón tay vàng quá trẻ vậy, trẻ mãi chưa già. Tôi ghen tị bạn lắm đó nghe. Viết từ thành phố ngàn thông Bellevue của Washington. Anh có nhớ anh Victor không? Sao khen anh trẻ kìa, muốn không? Anh Victor nói thiệt thôi, cảm ơn Victor. Trời thiệt mà, anh trẻ thiệt ha. Âm nhạc làm cho anh trẻ mãi không già thật á anh. Anh cái cuốn bí kíp của anh á, cho xin chăn cuối thôi được rồi. Dạ. Còn Kim Ngọc nè, nhạc của chú Trần Thiện Thanh luôn sống mãi trong lòng của mọi người. Chúc cho cô Mỹ Lan luôn vui khỏe và bình an. Vâng, chúc cho các em tại Việt Nam qua sẽ vượt qua được cái mùa đại dịch này nha. Ráng cố gắng lên Sài Gòn ơi. Thì được biết rằng là đang chuẩn bị là phải chích ngừa, cho vaccine về rất là nhiều để chích ngừa cho đồng bào của chúng ta, thì sẽ vượt qua được thôi. Cố gắng lên nha, cố lên Sài Gòn, Sài Gòn. Rồi bây giờ thôi, bây giờ nè, thể theo lời yêu cầu của Chương. Hôm trước Chương có đề nghị Mỹ Lan hát bài Con đường buồn chung thân, một sáng tác mới của Trần Thiện Thanh, viết năm 1993 khi anh vừa đặt chân tới Hoa Kỳ. Bài hát này em cũng xin riêng tặng cho chị Nam Trân. Như Mỹ Lan nói, chị Nam Trân là một trong những bóng hồng mà để cho nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết rất là nhiều tác phẩm để lại cho thế hệ sau này. Vâng, Mỹ Lan gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới, viết năm 1993, Con đường buồn chung thân. Khi viết nhạc phẩm này, Trần Thiện Thanh đã viết cho một nỗi đau, một niềm tiếc chắc không nguôi. Cali 1993. Dừng ở đâu ngã ba, một mình với ta. Cảm ơn tình thương anh cho, và lần này nữa thôi anh yêu em từ xa. Thôi thôi em xin chưa con đường tình trăng hoa, thà đừng gặp lại nhau để thương tiếc thêm dài lâu. Cất sâu ở dĩ vãng trọn thắm thiết môi tình sâu, thà mình tưởng từ lâu người ôm kín đáy mộ sâu. Ôi tình đẹp biết bao, cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết dần hơn, cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết muộn. Một cơn sóng giữa đời, một cơn mưa lắm lời, thuyền tình đã cuốn trôi. Dừng ở đâu ngã ba, một mình với ta. Anh ơi em rất cảm ơn tình thương anh cho, lần này nữa thôi anh yêu em từ xa. Thôi thôi em xin chọn con
cho Mỹ Lan cũng như là cảm ơn anh Trung Nghĩa với tiếng đàn và tiếng keyboard của nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Rồi bây giờ chúng ta cũng còn một vài phút cuối cùng, chắc là mình phải tạm biệt rồi. Trước khi tạm biệt thì chắc là chị em mình gửi đến nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách để chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Nhưng mà trước khi mình hát Không Bao Giờ Ngăn Cách thì mời Bảo Vy, Tuấn Quỳnh gửi lời chào tạm biệt đến mọi người cũng như là anh Trung Nghĩa và anh Mai Trí Dũng nha. Chào đi em. Em trước, ok, em nói trước. Dạ, em nhỏ nhất cho nên em được hỗn nói trước. Em cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho chương trình của chị Mỹ Lan cũng như dòng nhạc Trần Thiện Thanh để duy trì cái dòng nhạc cũng như là cái truyền thống của mình, người Việt mình. Bởi vì rất cảm ơn quý vị vẫn luôn lắng nghe dòng nhạc Trần Thanh và cảm ơn ủng hộ cho em cũng như tất cả các anh chị ở đây. Cảm ơn các anh chị đã... Thank you em, thank you em rất nhiều. Mời Tuấn Quỳnh. Tuấn Quỳnh, em cũng cảm ơn chị đã mời em đến đây để gặp gỡ quý vị khán giả. Và cảm ơn quý vị đã xem chương trình này. Và kính chúc cho quý vị được mạnh khỏe và luôn bình an, may mắn. Vâng, em mời Mai Trí Dũng và Trung Nghĩa. Rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ vàng ngọc ra để lắng nghe chương trình dòng nhạc Thần Tiên Thanh của group chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Bảo Vy nói, Bảo Vy nhỏ nhất nói trước thì anh Nghĩa lớn nhất nói sao? Lớn nhất nói sao? Thôi đùa chứ, mỗi lần mà đến chơi cái nhạc này mình rất là xúc động và anh em chúng tôi được dịp gặp mọi người và nhất là tôi già mà còn tưng quá trời tưng luôn. I love it anh, I love it. Nếu mà cái thời gian cho phép chắc cứ mỗi tuần Trung Nghĩa đến để quậy phá với lại Y Lan như Mỹ Lan với lại anh em để cho nó vui. Hy vọng cái hoàn cảnh và cái thời gian cho phép. Dạ vâng, anh cảm ơn Trung Nghĩa một lần nữa. Cảm ơn Mai Trí Dũng, Tuấn Quỳnh. Hy vọng là mời sẽ có một thời gian mời hai em trở lại với chương trình nữa nha. Tại vì giọng của chương trình rất là hay, mọi người rất là thích.
Hy vọng là trong tương lai quý vị ủng hộ cho tiếng hát của Bảo Vy và Tuấn Quỳnh. Quý vị nào mà có những cái chương trình gì thì quý vị liên lạc với Mỹ Lan thì Mỹ Lan sẽ transfer qua bên Tuấn Quỳnh và Bảo Vy. Cũng như quý vị nào mà muốn có những ban nhạc hay với tiếng đàn của anh Trung Nghĩa hay là tiếng keyboard của anh Mai Trí Dũng, cứ liên lạc với chúng tôi. Hoặc là quý vị cũng tổ chức những cái chương trình tiệc sinh nhật hay là đám cưới, tất cả hội đoàn đoàn thể muốn tổ chức mà cần âm thanh ánh sáng kỹ thuật thì đã có Riz Event Lighting với anh Riz Chặt Long nha quý vị. Và cũng cảm ơn quý vị cũng đã ủng hộ chương trình. Anh Victor nói rằng là muốn ủng hộ cho Mỹ Lan trên Venmo. Thì anh ơi, chỉ có cái số phone của Mỹ Lan đó nha, tên là Mỹ Lan Lương, Mỹ Lan đang có dòng chữ chạy lên. Thì nếu mà các bạn và quý vị muốn ủng hộ chương trình thì xin cứ vào Venmo hoặc là giao cho Mỹ Lan. Vâng, sẽ liên lạc với Mỹ Lan sau nha. Rồi bây giờ chúng ta chào tạm biệt tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các em, tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng chào với nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách. Xin mời. Không bao giờ giữa mùa hè tuyết.
you.